Miến cua tay cầm là một trong phương pháp chế biến phá cách của món miến xào truyền thống, đem đến hương vị mới lạ, hấp dẫn. Miến cua tay cầm có vị ngọt tự nhiên từ cua bể, giàu canxi và vi chất bổ dưỡng cho cơ thể. Sợi miến dai, ngon, đậm vị chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những người khó tính. Cua được đánh giá là một loại hải sản bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe của mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già. Với hàm lượng dinh dưỡng khá cao, cua biển là nguồn bổ sung dưỡng chất tự nhiên quý giá, giúp phòng chống các bệnh phổ biến hiện nay. Cua là một sự bổ sung tuyệt vời cho một kế hoạch ăn uống lành mạnh. Nó chứa ít calo, chỉ khoảng 85-90 trong 100g thịt, tùy thuộc vào loại cua. Cua cũng là một nguồn tự nhiên của axit béo omega 3, có thể giúp cải thiện trí nhớ, làm giảm nguy cơ đau tim, ung thư và có thể giúp cải thiện chứng trầm cảm, lo âu. Xin chào quý khán giả của chương trình Ngon và Lành. Tôi là đầu bếp của nhà hải sản Biển Xanh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một món ăn cua sáng miến tay cầm. Bước đầu tiên, nguyên liệu chuẩn bị gồm cua, miến, tỏi lờ, hành tây, ngò gai, ngũ vị hương, dầu ăn, trứng gà, đường, bột ngọt, dầu hào, hắc xì dầu. Đầu tiên là cách chọn nguyên liệu. Chúng ta sẽ chọn cua 2 con dùng cho 5 người ăn, chắc cua thịt và miến chúng ta sẽ ngâm và để ráo nước. Sau đó chúng ta sẽ để ráo nước. Ngò gai chúng ta rửa sạch. Hành tây, đầu tiên chúng ta sẽ tách cua ra. Cắt dây bỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ tách đôi cua ra, tách mai cua ra. Rồi tiếp theo là cắt bỏ dây. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt bỏ những cái viền bên ngoài. Cắt bỏ những cái không cần thiết. Chúng ta sẽ đem cua rửa sạch. Sau khi cua rửa sạch xong, chúng ta sẽ chặt đôi cua và đập cà. Và sau đó sẽ bỏ cua vào chảo dầu chiên. Sau khi cua đã rửa sạch sẽ xong, chúng ta sẽ bỏ vào chiên. Thank you.
khi dầu sôi chúng ta sẽ thả cua vào chiên. Chúng ta sẽ chiên ở mức độ 50-50, không được để cua sống quá và cũng không được để cua chín quá. Để cua chín quá thì sẽ mất cái độ ngọt của cua. Sống quá thì cua sẽ dậy cái mùi tanh, ăn nó sẽ không được thơm nữa. Chúng ta sẽ vớt cái mài của cua ra trước. Sau khi cua đã chiên xong, chúng ta đổ cái phần xào miến, ngò gai, chúng ta sẽ cắt nhuyễn. Hành tây là ngò gai, chúng ta sẽ thái nhuyễn. Sau đó đem trộn chung. Chúng sẽ bỏ một ít dầu ăn vào để tráng miến. Đầu tiên tráng miến, chúng ta sẽ đập một quả trứng vào để cho lúc khi xào miến sẽ không bị dính vào miến ở chảo. Sau khi đã đập miến và đập trứng vào và đảo đều quanh chảo, chúng ta sẽ bỏ trứng đi. Rồi sau đó bỏ miến vào. Sau khi sợi miến đã mềm, chúng ta sẽ bỏ hành tây và ngò gai cắt nhuyễn vô. Đảo đều. Và thêm thắt tỉ dầu. Sau khi miến đã mềm và đã có đủ màu, chúng ta sẽ đổ miến ra. Và tới phần nấu, đầu tiên chúng ta sẽ cho một nửa vá dầu ăn, tỏi bầm nhuyễn. Đảo đều. Đảo đến khi cho tỏi vàng. Sau khi tỏi đã vàng và đều, chúng ta sẽ cho 2 vá nước vào. Bột ngọt, chúng ta sẽ cho 1 muỗng cà phê ngọt. Đường 1 muỗng. Dầu hào 1 muỗng. Hắc xì dầu, chúng ta sẽ cho một ít vào để tạo màu.
Tôi sẽ cho một ít ngũ vị hương vào để tạo độ thơm. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cua vào. Và đun để cho cua sẽ gia vị sẽ ngấm được vào cua. Chúng ta sẽ đun trong khoảng thời gian 5 đến 7 phút đến khi nước trong chảo cạn. Lúc đấy cua đã nước gia vị đã ngấm được vào cua. Sau khi chảo đã cạn nước và gia vị đã ngấm vào cua, chúng ta sẽ thả miếng gà trộn chung đảo đều lên. Sau khi đã bỏ miếng vào và nước đã rút vào miếng cạn nước, chúng ta sẽ gắp cua ra đĩa. Để làm ra cái món cua miếng xào xào miếng tây cầm ngon, đầu tiên chúng ta sẽ phải chọn những con cua chắc, và lúc chế biến chúng ta nên cho một chút ngũ vị hương vào để dậy mùi. Và đặc biệt lưu ý là khi chúng ta chiên cua, chúng ta sẽ chiên 50-50, không được để cua chín quá và cũng không được để cua sống quá. Chín quá thì sẽ mất cái độ thịt của cua và sống quá thì sẽ làm cho cua bị tanh. Nếu bị dị ứng với thịt cua, chúng ta nên cẩn thận để không ăn hoặc món ăn có thể chứa cua. Các triệu chứng của dị ứng cua có thể nhỏ như nổi phát ban trên da, hoặc nguy hiểm hơn là bị sốc, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Cua cũng chứa một lượng khá lớn purin, chất cần thiết cho các hoạt động lành mạnh của cơ thể. Tuy nhiên, đối với một số cá nhân có thể gây ra bệnh gút. Cua có thể gây ra ngộ độc thực phẩm nếu chúng ta không biết cách bảo quản và chế biến. Khi chọn mua cua, chúng ta nên lưu ý rằng những con cua ngon thường có lớp vỏ màu xám đục hoặc khi có ngả vàng do phèn bám. Có thể dùng tay để ấn vào yếm cua hoặc bóp vào phần bên trong cạnh mai cua, nếu cảm thấy rắn chắc thì là cua chắc, nhiều thịt. Còn nếu con cua biển đẹp, bóng bẩy, que càng xanh và mai xanh mướt, ấn vào yếm thấy mềm thì loại cua mọng nước có rất ít thịt.